mua nhiều bữa trưa rời cho mấy sói thằng bạn đâu hay đeo hàng có 150.000 thôi nắng cho nó vàng khỏi khi đi vừa thì càng tối và vàng tôi đi xe thành phố này là không đâu làng lối bởi các bạn một tao đã thấy mình đang đói tới khi đi ngủ không bao giờ mình đang mang gói hay sống cái sàn nó như từ vài trăm dài dàng cho nó phải đâu và nó cuộc đời là nạn chỉ đến chỉ toàn khói như mình thật đúng không hả thì cứ xiết và cuộc đời này sẽ đắp 23 dài dàng để những cái viết màu cúp cái đời tiết đâu thấy nó dài gan liếc chào anh em tiếp tục đứng sống để không cần thiết giàu mà chúng quá đang chiếc vào can mà cái này ngứt dầu nó sẽ không mặt thằng bạn để không bao giờ nó biết sâu vẫn còn sống trong đường cuộc đời chỉ một người sẽ trộn đừng la như tụi gái khi đến tóc mình trẻ ngọn giấc đợi chờ đến bao giờ đến bao giờ khi mong ngày lu mờ lại tìm kiếm vô vọng sẽ ra sao có khi nào nhắm mắt lại và ngày mới lại dài hơn có người phía sau và đến trước ta người chạy thật nhanh người lướt qua có bao giờ đã thấy trên phố và thước tha người khoác giàu sang lên đến nước già quần áo thâm phúc bên bên nước hoa đừng thôi mà ước ha phút bình yên cuộc sống và là hát ca nắng hát vào ta và cắt vào da và một cái lạnh khi đến sang đông mang trong người thiết áo của mình đang sống chứ mình đi sửa nóng ngoài ban công đêm nay ta không muốn về nhà dọn dẹp tất cả và chỉnh áo ta vứt vào đời sự lơ là ta vứt vào nhà sự tỉnh táo ta đã có bao giờ nằm mơ thờ ơ với cuộc sống ngang dọc tất cả đều bị chi phối và chỉ nói cho bài nhạc của mình đang đọc thế cho miếng ăn mà khi đói ôi đợi chờ đến bao giờ đến bao giờ đến bao giờ lại tìm kiếm vô vọng sẽ ra sao có khi nào cửa lên quán bên đường lúc tan tầm cà phê sau đó phô cá hồi hoang đợi chờ đến nhìn được dáng băng keo đen ta nhìn đến kẻ mắt tao khăn đeo quen là tâm còn sao sáng rồi đổ đồ ngột và năm sẽ hạn hán mà không phải đổ một hôm rồi người lạc lõng đi từ một hạt giống cho cái đèn phóng qua đầm và giúp mình nhạc sống người lạc lõng với hạt giống như nhạc rồi ướt lên một thềm trái đất này mặt trời thương như đất hiền ngay hôm sau một chuyện với những tết mềm với cái mới cứu em sống tới vui hay đến nhiều với tất cả những buổi chiều cho tất cả những chuỗi về với đôi vợ tuổi mà nhìn lên mặt cả với túi tiền và nó cứ như trời đuổi chạy đến cuối miền chiếm chiến trường chiếm tiếng đàn một mình của hai người ta đã chiếm chiến hàng từ người tiên mà thương mình trên đồng tiền vàng để cuộc sống mỗi bán phân phối sang đóng thước đổi tháng bán đổi hàng đổi khoản với sổi ngoài nhìn thức sáng sớm với tối qua từ đây là nơi tối sáng với dỗ dàng mấy con mèo nhắm mấy lời từ mấy ông truyền lấy lòng mấy con cừu giết mấy con bò mấy con gà mấy con cò nhà qua mấy con đò mấy con phà mấy đứa đi tới cò là thức ăn chỉ bước không có lò làm và mấy con mèo như là em cho anh biết được thêm con đường này con đường kia đường nhỏ biết được kia đường quê đường dội biết được trong khu vườn có những hoa nở dài đó là khi nhắm mắt chấm sáng con ở lại.